Em xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị và các bạn đó là đường Cô Giang, phía trước mặt tiền của chung cư Soho và cũng là khu hẻm 100 Cô Giang ngày xưa. Và ngày nay thì đây được xem là khu tái định cư cho nhiều cô chú anh chị ngày xưa ở chung cư Cô Giang cũ. Ngày xưa nhiều lô, bây giờ gom lại có một tòa nhà này thôi ha. Và kế bên là khu Manhattan, một dự án mới của Novaland. Đang trong cái tiến độ hoàn thành phần thô thôi ha. Nhưng mà cái tiến độ này thì hầu như là mấy tháng nay là coi như là đang đứng hình rồi. Nhưng mà theo thông tin báo chí đưa tin thì trong tháng 5 này công trình này tiếp tục khởi công, tiếp tục hoàn thành. Nhưng mà tiến độ em thấy thì cũng hơi là chậm. Ngày xưa thì 7 ngày một tầng cho 3 tòa tháp. Nhưng mà ngày nay chỉ còn bắt đầu, bữa giờ là thấy tiến độ là khoảng, theo chia sẻ của các anh kỹ sư ở đây, nó là một tháng một tầng, nhưng mà đang xây cái tầng ở mặt tiền đường Cô Bắc thôi. Và tối nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đạp xe lòng vòng đi dạo mát. Mình đạp từ đây cho tới khu bến Bạch Đằng. Cuộc sống về đêm ở các con đường nhỏ ở quận nhất chúng ta thấy cũng yên ả ha. Còn bên đây là cái rạp ngày xưa, cái rạp Lạc Hồng ngày xưa nè. Và ngày nay là Bưu chính Viễn thông Sài Gòn. Cái cửa nó muốn sập luôn rồi kìa. Trời ơi. Bưu điện gì cửa muốn sập luôn mà không sửa, không thay gì hết trời. Cơ quan mà để sụp sệ không hiểu nổi. Khu vực này là khu chợ Cầu Muối ngày xưa. Nhưng mà chợ Cầu Muối ngày nay thì không có còn hoạt động nữa, chỉ còn vài hộ bán nhỏ lẻ trong nhà đó. Và tối nay thì mình đi ra ngoài khu Bến Bạch Đằng để xem cái tình hình mà vỉa hè lòng lề đường sau một thời gian yên ắng thì bữa nay như thế nào ha. Bắt đầu bữa giờ là bắt đầu có thêm một cái chiến dịch mới nữa rồi, dọn dẹp một thời gian rồi bình thường, người ta bán trở lại bình thường rồi. Bây giờ bắt đầu chiến dịch dọn dẹp mới nữa. Bây giờ phường nào vỉa hè của phường nào phường đó chịu trách nhiệm. Nhưng mà cũng rất là khó ha, tại vì cuộc sống của người ta mà. Giờ phải có cái giải pháp của nó lâu dài á thì mai ra, chứ dạng chiến dịch thế này giống như bắt cóc bỏ dĩa thôi. Hoặc là nó gây ra cái sự khó khăn cho những người buôn bán thuê mặt bằng ở các con đường. Thấy nhiều khi mặt bằng ở Sài Gòn nó rất là nhỏ mà không có cái vỉa hè phía trước để xe rồi thì hầu như là người ta bán không được, người ta trả mặt bằng. Và những ngôi nhà ngày xưa thì đâu có thiết kế là tầng hầm chỗ để xe gì đâu. Và ở các khu vực
cũng không có thiết kế chỗ đậu xe công cộng, mà nếu có thì cũng rất là xa, nên thành ra có nhiều cái bất cập. Mà không được giải quyết cho nó lâu dài. Cùng với lại cái thói quen của người dân thì đa phần là người ta buôn bán vỉa hè quen rồi. À, đây có đội cứu hỏa nè, người ta diễn tập á, diễn tập phòng cháy chữa cháy ở trong hầm Thủ Thiêm á. Nên hầm Thủ Thiêm sẽ cấm xe khoảng vài tuần đó. Trong cái khung giờ hình như là sau 10 giờ thì phải, sau 9 giờ, hình như là 9 giờ đó. Ở đây là ngay dốc cầu lên đường lên cầu Cam Mét, cái dốc lên cầu Cam Mét để qua quận 4. Rồi, chúng ta đi qua bên hông cầu nè. Rồi, đối với những con đường ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái khung cảnh nó khác với các con đường ở quận Gò Vấp hay là Bình Thạnh. Thì tại vì đây có nhiều tòa nhà hơn, và cái ánh sáng ở đây mình cảm thấy nó sáng hơn ha. Với lại ở đây khu trung tâm nên thành ra mình thấy nó hơi nhộn nhịp. Thấy nhộn nhịp vậy chứ bên trong rầu thối ruột. Biết bao nhiêu thương hiệu, biết bao nhiêu nhãn hàng đang điêu đứng bởi thị trường bấp bênh, bán hàng không ra. Trong héo ngoài tươi. Cũng lâu rồi không có đạp xe. Mấy hôm nay thời tiết cũng hơi không được tốt. Chiều chiều hay mưa lắm, như hôm nay cũng mưa nè. Nhưng mà mưa nhỏ thôi, không có kéo dài. Ồ qua một cái là hết ha. Con đường Bến Trương Dương ngày hôm nay là con đường Võ Văn Kiệt, ở khu vực này là khu cầu Móng. Bến Bạch Đằng là một cái địa điểm mà hầu như là ai cũng đến một hai lần khi có dịp đến Sài Gòn. Đi vòng vòng đây để cập nhật chia sẻ anh chị và các bạn. Khi mà chúng ta muốn đi dạo Bến Bạch Đằng ăn kem uống cà phê thì mình gửi xe ở cái bãi trong bến Bạch Đằng luôn. Còn không ăn kem uống cà phê mà đi dạo thì không có chỗ gửi xe. Gửi xe là phải gửi ở gần cầu Móng này nè, hoặc là ngay chỗ công trường Mỹ Linh đó. Nó có cái bãi xe tự phát ven đường đó, 20.000 một chiếc. Còn ở ngay chỗ cầu Móng này thì 10.000 một chiếc, đi bộ thoải mái. Còn không thì mình cứ đi taxi. Dạo này có taxi điện nè, đi cho êm ái, nhẹ nhàng, thoải mái, bảo vệ môi trường. Taxi điện ra giá rất là cạnh tranh luôn ha. Những hãng xe cũ nhiều khi bây giờ người ta đi người ta cũng còn e dè, tại vì nhiều khi xe cũ với xe mới và giá tiền cũng xem nhau bằng nhau. Rồi thôi, người ta thử trải nghiệm xe điện coi sao. Nên thật ra bây giờ không, cuộc cạnh tranh quyết liệt.
bây giờ cái gì người ta cũng hướng tới bảo vệ môi trường hết ha, thân thiện với môi trường. Những cái sản phẩm gì đó nó có tính chất bảo vệ môi trường là được ưa chuộng. Như mấy tháng nay là những công ty Bon Chen ở khu công nghiệp ở Tân Bình đó, ở Bình Tân chứ, đó, sa thải rất là nhiều công nhân, hơn 6.000 công nhân rồi, quá trời luôn ha. Mà cái nguyên nhân đó là do không có đơn hàng, mà các đơn hàng đều được đặt từ các nước châu Âu, mà tiêu chuẩn của các nước châu Âu thì đòi hỏi phải thân thiện với môi trường, nên người ta chuyển qua Ấn Độ người ta đặt luôn à. Nên thành ra sắp tới cũng có một cuộc công nghệ, một cuộc cách mạng thay đổi công nghệ rất là nhiều ở các ngành hàng luôn á. Theo những thông tin báo chí mà em tìm hiểu được, nói chung hôm nay mình đi đạp xe, mình đi lòng vòng, mình tâm sự nghe chơi cho vui vậy thôi. Chứ nhiều của chú anh chị cũng tiếp cận tin tức còn nhiều hơn khi mà xem những cái clip này nữa. Clip này thì chỉ chia sẻ thông tin mà Vinam TV tiếp cận được thôi ha. Chứ không phải là cái nội dung truyền thông. Nội dung chính là đi đạp xe lòng vòng ở các con đường, rồi chia sẻ hình ảnh phố phường đến bà con cô bác ở xa, ở gần. Nếu mà chưa lâu rồi chưa đến bến Bạch Đằng thì hôm nay chúng ta đi vòng vòng để ngắm nhìn coi sao. Và hôm nay thì bạn đồng nhỏ được nghỉ học rồi, nghỉ hè rồi, cũng được danh hiệu học sinh xuất sắc. Bạn đồng hỏi xuất sắc là có được thưởng gì không, hỏi nị mi có thưởng gì không, để thưởng cho bịch xì nách. Trên kênh thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị hỏi thăm, rồi quan tâm bạn đồng nhỏ có tình cảm với Vinam Family. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị. Rồi, chúng ta thấy những cái xe bán nước chuẩn bị đẩy ra nè. Người ta đang đứng ở giữa đường, người ta chờ, chờ tới giờ là bắt đầu đẩy ra bến Bạch Đằng bán tiếp. Ngay đây là ngã ba Hàm Nghi, phía bên kia là tòa nhà Hải Quan, tòa nhà có từ thời Pháp luôn đó ha, rất là đẹp. Sài Gòn rất là đẹp ha, em rất là thích đi con đường Cường Để cũng như là con đường Tôn Đức Thắng này, tại vì ở đây bên phải là khu công viên có dòng sông, bên trái là dãy nhà mang đậm kiến trúc châu Âu rất là đẹp, cổ kính. Giờ này là giờ các cơ quan đô thị còn làm việc, nên thành ra những cái xe bán nước người ta đứng đó người ta chờ thôi. Cuộc sống mà chịu khó một chút chứ biết sao giờ. Bên Bạch Đằng buổi tối ra đây ngắm tàu chạy lòng vòng. Để đến nhà hàng nổi trên sông này là chúng ta đi qua bên Nguyễn Tất Thành ha, số 5 Nguyễn Tất Thành, qua đó bút vé rồi lên tàu, có bãi xe đó luôn, chứ không phải là bên quận nhất này. Lúc trước em tưởng đâu là ở khu
cái khu này, nhưng mà không phải. Mình đăng ký đặt đặt vé, đặt chỗ, đặt bàn là phía bên đó ha, số 5 Nguyễn Tất Thành. À, bên đây là khu khách sạn Majestic. Khu khách sạn rất là đẹp. Các bộ phận bảo vệ người ta cũng đi về nè, nghỉ lên xe về, trực hoài cũng đâu được, làm cũng có thời gian mà. Tới ca thì về thôi, 8 giờ rồi, bây giờ là 8 giờ rồi. Bên kia là đường Tự Do, cũng như là đường Đồng Khởi ngày nay. Mấy bữa có sự kiện trang trí đèn ở công viên nè, hôm nay gỡ hết rồi ha, trống trải. Trang trí đèn led thì cũng không có gì đặc sắc, để nhìn cái màu xanh của cây cỏ nó còn thoáng đãng hơn, còn đẹp hơn ha. Bữa nay thì ở công viên không có đông lắm. Đây là khu khách sạn Riverside Hotel. Kế bên là Liberty. Ở đây khách sạn nào cũng đẹp hết trơn. Nhìn ra sông Sài Gòn là rất là đẹp đó. Thường những cái khách sạn hay là những tòa nhà nào đó mà có cái hướng nhìn ra sông mát mẻ là có giá liền à. Ngay cả khu xóm đạo cũng có những cái tòa nhà mới xây á, nhìn ra dòng sông đen ngòm vậy cũng có giá nữa. Không biết khi nào mà cái dòng sông nó hết đen ha. Đây là khu khách sạn Hilton, nhưng mà chưa có hoạt động. Trước mắt là thấy điều hiu. Kế đến là bên kia là có con đường Hai Bà Trưng. Mấy ngày nay coi như là báo chí đăng rần. Chỉ có một đoạn mấy mét thôi mà nhà đóng cửa quá trời luôn. Hầu như người ta đóng cửa mấy chục phần trăm cả một đoạn đường mấy km thôi. Nếu mà mình đi ăn kem uống cà phê á, thì có chỗ gửi xe ở đây nè. Order kem cà phê tại chỗ đây luôn rồi mới cho gửi xe vô. Còn không nói gửi xe để đi đi dạo là không nhận ha. Hoặc là anh chị có thể gửi xe phía bên kia, phía ngay cổng của vỉa hè của tòa nhà cảng Hoàng Lan này nè. 20.000 một chiếc, 20.000 một chiếc xe. Lại đó là có người giữ cho mình ha. Xe máy nè, còn xe hơi là thua. Xe hơi là phải có người chạy vòng vòng đi rồi chút quay lại đón. Thank you.
có những xe bán nước. Thì cái vỉa hè ở đây, khu ven sông ở đây, khu công viên ở đây thì không có ai ngồi hết trơn. Hôm nay không có ai ngồi hết à. Không biết có có bị động gì không hay là tự giác. Có người ta ngồi người ta uống nước xong cái người ta để lại cái ly, hoặc là lót cái tờ giấy báo ngồi xong cái đứng dậy đi luôn, để quên tờ báo lại luôn, hoặc là lụm rác đó quăng xuống sông luôn. Là ở đây bị cấm hết. Với lại nhiều khi luật của mình ở đây cũng còn có chút tình cảm á, là ra các cơ quan cứ lặp lại cái công việc đi kiểm soát hoài. Ở qua đây là khu cầu Thủ Thiêm rồi nè. Trên cầu Thủ Thiêm thì cũng có nhiều người, người ta lên đó người ta đứng hóng mát, người ta chụp hình. Mà đi bộ thì không sao, nhưng mà đậu xe dưới đường đó, ở trên cầu đó, lên chụp. Báo chí, tivi rồi cũng đăng mỗi ngày luôn mà người ta vẫn như vậy. Ở đây leo à. Leo cái bị cầu cảng. Leo qua đó luôn mấy bạn nhỏ. Ngày xưa mỗi khi đi con đường này, giờ này đi là tết vui luôn á, không thấy đường. Còn ban ngày thì mát như ở Đà Lạt vậy đó. Cái gì cũng có hai mặt của nó hơn. Được ban ngày thì mất ban đêm, mà được ban đêm thì mất ban ngày. Như giờ đi thì ban ngày, buổi trưa đi thì nắng cực độ luôn. Bù lại ban đêm sáng sủa sạch sẽ trống trải. Cái gì cũng có cái giá của nó. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Năm TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc tất cả quý vị, anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.